Hôm nay chiến rất là vinh dự được về dự cái lễ ra mắt của công ty Chiến Thắng. Xin chúc cho tất cả quý vị đại biểu, cô bác anh chị và nhất là công ty Hiếu Phát một năm mới sức khỏe an khang, giàu sang thịnh vượng, công danh tiến bước, lộc dước đầy nhà, hạnh phúc đậm đà và đô la đầy két ạ. Và sau đây xin gửi tới quý vị một bài hát cũng thay một lời chúc năm mới đến công ty Hiếu Phát của quý vị, đó là bài hát được mang tên Câu Chuyện Đầu Năm. Đường đi lễ xuân đầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đầu năm mới có 4 thằng con rể, nó lại làm ở Hiếu Phát. Thế mà nó hẹn bây giờ về để chúc Tết bố ạ. Mà nó ra nó chúc Tết thế nào? Đâu rồi? Ôi giờ đây rồi, đây rồi các bạn. Cháu chào bố vợ tương lai con ạ. Hả? À, anh vừa bảo cháu chào bố vợ tương lai ạ. Quang anh vào đây, anh vào đây. Anh tên là gì? Con tên là Quang ạ. Quang à? Vâng. Yêu con nào nhà bố? Yêu em Oanh đúng không? Yêu em Oanh hả? Vâng. Ờ, thế hôm nay đến với bố có cái gì đấy? À, đầu xuân năm mới con đến thăm sức khỏe bố và có món quà tặng mẹ vợ và vợ con bố. Ui giời. Nó bảo đầu xuân năm mới nó đến thăm bố xong rồi có món quà nó tặng mỗi mẹ vợ với cả người yêu nó. Thế quà gì đây, quà gì đây? Đây là sữa tắm K3 bố ạ. Sữa tắm K3? Vâng. Thế cái công dụng nó thế nào? Giữ ẩm này, chống nắng, dưỡng trắng da, người lão hóa và đặc biệt giữ lại mùi hương thơm lâu bố. Ok, tốt quá. Thế bố xin. Mẹ vợ với vợ con bố. Ô, thế là người ta tặng mỗi mẹ vợ với vợ của con. Có thể để anh vào trong đi. Bố tắm lại lắm cô theo quá. Thế còn ai nào không? Ôi đây nó lại đến này. Còn nhiều bố qua. Ôi còn dạ. Nhiều vợ. Ui cái gì? Dạ con chào bố vợ tương lai ạ. Ờ, bố chào em. À bố chào con. Giờ đây cứ đứng đây, anh đến nhà tôi anh cứ cung đúng đi. Thế có cái gì tặng thôi đi. Dạ, chả là dịp năm mới đầu xuân. Ừ. Chúc sức khỏe bố. Ừ. Gia đình nhà mình. Ừ. Thế cái mẹ con với vợ tương lai con có nhà không bố ạ? Đấy, nó câu trước câu sau nó hỏi mẹ vợ con với vợ tương lai có đâu. Thế mẹ vợ mấy vợ tương lai ở trong nhà. Thế anh có cái gì tặng thôi? Dạ là hôm nay là con đến có món quà tặng cho... Cho tôi? Không, cho vợ tương lai của con. Ui. Thế gì? Dạ. Thế dạ. Món gì anh trả tôi xem có là kem dược mỹ phẩm linh sâm trắng da là ngừa lão hóa. Ôi trời ơi, toàn trắng da bà nhà tôi với cả con gái tôi. Chả có cái gì của tôi cả. Thế bố xin. Hả? Thôi cái này để con tặng vợ tương lai của con đẹp quá. Ốp thế thì anh vào trong đi, anh vào trong. Con nói nhỏ bố nhá. Ờ. Dạ, nếu mà em Nga nhà mình đang bán cá ở chợ bố dùng mỹ phẩm linh sâm này trắng ngay. Thế à? Vâng. Thế tốt quá, thế vào trong đi, vào trong nha. Em Nga nhà con. Đây anh cũng chẳng chơi hoa. Vì có cây này anh cũng chẳng cần hoa. Con chào bố tương lai ạ. Anh chào bên bố tạ quan. Này có cái gì mà Tết này cũng chẳng cần chơi hoa là cái gì đây? Bố ơi vì Tết này con có em Duyên nhà mình rồi. Có em Duyên rồi nhưng mà có cái gì đây? Cái này để con tặng cho mẹ vợ tương lai và vợ tương lai của con bố ạ. Ôi bố cứ ngóng có cái gì cho bố mà chả có cái gì cả. Bố ơi đây là mỹ phẩm Bảo Xuân bố ạ. À thế à? Cái này là cái gì? Thì nó bé như này thôi mà nó nhiều công dụng, dùng hay lắm. Ừ, thử nói bố nghe nè. Ôi, nó trị nám này, cảnh ngang đôi môi này, nó làm che những khuyết điểm ở trên da này. Ngoài ra nó còn ngăn ngừa những yếu tố tác động từ bên ngoài vào nữa bố ạ. Ok, bố dùng được, đúng không? Dạ, bố dùng thì quá tốt luôn ạ. À, thế rồi, anh có biết làm thôi, anh một người này, đang đông người này, anh ôm tôi. Bây giờ mọi người tưởng anh với tôi là bóng thì anh còn nhiều bố nhất con vợ bây giờ là con thứ nhì muốn quạt này đợi mát đến rồi tôi à. Con chào vợ thứ ba. Bố chào cho trẻ thứ hai. Vâng, chả là đầu mới năm xuân à, quên đầu xuân năm mới à. Con đến chúc sức khỏe bố à. Có món quà tặng mẹ với vợ thứ hai của con. Ngày có món quà tặng mẹ với vợ rồi. Có món gì anh? Chả ở đây là mỹ phẩm như này đây à. Giúp làm vào các vết thâm giảm sẹo à. Ngừa mụn giúp tránh được các tác dụng từ bên ngoài dùng tốt lắm muộn. Ờ đi bố dùng luôn à, thôi đây là của mẹ với của vợ thứ hai con rồi. Thôi thôi thế thì cả nhà dùng chung. Thế này thế là bố làm con rể là ở chỗ nhà bác Tuấn đúng không? Đúng rồi ạ. Bác Tuấn 7 đúng không? Giám đốc đúng không? Phân giỏi quá. Thế nào ra chúng mày đâu ra đây hết đây. Nhớ anh. Các bạn ạ, đấy cô chú là con gái với con trẻ đó đều làm ở Hiếu Phát. Thì năm nay nhà em là Đa Phát. Nào các con, chúc mừng năm mới. Chúc các con là đấy chuẩn bị xuống dự tiệc đi. Đấy nhá bây giờ. Chúc
Đây là bây giờ bốn số này. Chờ có ai đây làm được các cháu không?